Đây chính là hình ảnh sánh vác thái đường của người dân Tây Nguyên ngày xưa. Chúng ta cũng thưởng thức lắng nghe bài hát Ở Trong Trần của ca sĩ nghệ sĩ nhân dân Imon để diễn tả cảnh sánh vác thái đường của người dân thời xưa. Thưởng thức nhạc và video xong, mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ kênh để mình có động lực làm cái video mới. Xin cảm ơn. Thank you.